Hôm nay mình sẽ ăn chân gà nướng chấm cùng với muối tiêu rau răm và sốt tắc. Muối tiêu Thiên San Food thì 25k, còn sốt tắc của nhà Thiên San Food là 45k. Ok. Mình sẽ uống sữa hạt sen. Ok, bye bye mọi người. Video này đã khá là dài rồi. Hẹn gặp lại mọi người ở những video sau.